Sao rồi ạ? Cô ấy không sao phải không? Sao gọi kiểu gì cũng không tỉnh vậy? Không sao, từ nhỏ đã mắc bệnh như thế, chỉ là ngủ rũ thôi. Sói đến có gọi cũng không vậy. À, đôi lê hấp đó có sao không? Không sao ạ, ngon lắm. Bây giờ cổ họng của cháu đỡ hơn nhiều rồi. Món lê hấp đó là dành cho cháu sao? Đúng chứ. Phải không? Không phải sao? Đúng. Thì ra là cậu sao? Thầy Hướng à, họng của anh trong hai ngày nhất định phải khỏi. Tại sao? Không có tại sao. Tại vì cơ hội chỉ dành cho người chuẩn bị tốt. Bỏ mật ong chưa? Bỏ rồi mẹ à. Làm theo yêu cầu của mẹ không thiếu cái nào. Cái này có hiệu quả thật không? Có hiệu quả không con còn không biết. Bà chị chủ nhiệm khoa nghiện cây của con, có lần nào bị viêm họng mà không nhờ bát nước lê đường phèn này của mẹ chữa khỏi chứ? Con phải bảo vệ tốt cái họng của con đấy. Mẹ, vậy trong hai ngày có chữa khỏi càng tiến không? Kỳ kỳ à, sao con lại phải gấp thế? Bát nước lê đường phèn này nấu cho ai thế? Là cái thầy Trần đó sao? Không, không phải thầy Trần. Mẹ à, con chuẩn bị xong rồi, đặt trên bếp đun 90 phút đúng không? Đúng rồi, tầm 1 tiếng rưỡi. Rồi con vặt cuốn kỹ tử ra, cho lá kỹ tử vào đun tiếp 20 phút. Còn phải cho muối, phức tạp lắm đó. Nè nè nè, vừa hay, trong khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi này, để mẹ đi xem hết phim mới của Toàn Băng được không? Rồi lát nữa gọi video call với con. Vâng, con biết rồi, tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Suýt nữa cô bị thiêu rồi đó. Ngủ rồi sao? Ngủ say vậy sao? Nè, dậy đi. Dậy đi. Cô cũng lợi hại thật đó. Lê hấp đường phèn. Có lẽ là hấp cho tôi ăn, chứ không phải là hấp cho Lục Tam đâu nhỉ. Chắc chắn không phải. Chắc chắn là hấp cho mình ăn rồi. Cũng không tệ. Lần sau bỏ đường phèn ít thôi nha. Mẹ, tác giả Hướng Đông Nam, cô đang nghe nhạc của tôi sao? Cô cũng là fan của tôi đấy à? Nào 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 nào, tôi chụp với cô một tấm ảnh nha. Nể tình món lê hấp đường phèn của cô dành cho tôi. Tôi đây đại nhân không chấp tiểu nhân. Cô quả thật đúng là miệng nói không cần nhưng mà lại rất cần. Nể tình cô đối xử tốt với tôi nên tôi sẽ tha cho cô đó. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Vậy thì là mẹ tôi thay quần áo cho tôi sao? Chẳng phải thế thì ai? Cô nghĩ là tôi thay cho cô à? Tôi là ai chứ? Tôi là Hướng Đông Nam, tôi giúp cô thay quần áo à? Cô Tô à, cô bớt giận đi ạ. Rồi sao nữa? Hết rồi, chẳng có sao đó. Tại sao bố mẹ tôi lại tới đây? Tại sao à? Vì nồi lê hấp đường phèn đấy. Cảm ơn. Bác uống nước không ạ?
Đừng khách sáo. Sao rồi ạ? Cô ấy không sao phải không? Sao gọi kiểu gì cũng không tỉnh vậy? Không sao, từ nhỏ đã mắc bệnh như thế, chỉ là ngủ rũ thôi. Sói đến có gọi cũng không dậy. À, đôi lê hấp đó có sao không? Không sao ạ, ngon lắm. Bây giờ cổ họng của cháu đỡ hơn nhiều rồi. Món lê hấp đó là dành cho cháu sao? Đúng chứ. Phải không? Không phải sao? Đúng. Thì ra là cậu sao? Thầy Hướng à. Chỉ thế thôi sao? Cô còn muốn thế nào nữa? Chỉ vì bác ấy gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô không bắt máy, nên bác ấy sợ nồi hấp nấu một nồi sẽ cháy mất nên tới xem một chút. Tôi cũng không biết vì sao mà tôi ngủ say như thế. Cảm ơn món lê hấp của cô nha. Không có gì. À đúng rồi, muốn gì nữa? Thật ra tôi cảm thấy hài lòng nhất là album thứ hai. Album cô nghe cũng hay, nhưng không phải là album mà tôi hài lòng nhất. Nghe lén bài hát của tôi bị tôi phát hiện rồi đúng không? Thầy Hướng, anh đừng như thế. Tôi cảm thấy sẽ rất nguy hiểm đấy. Để tôi giới thiệu cho cô ca khúc Để Đời của tôi, tên là Cỏ Cây Đều Thú Vị. Còn album thứ ba của tôi, Chú Kiến cũng hay lắm đó. Làm gì thế? Nghe nhạc của tôi có gì đáng xấu hổ đâu. Chứng tỏ cô rất có phẩm vị đấy, hiểu chưa anh? Cô đừng tấn công thần tượng của cô. Lục Tam, anh có sao không? Tôi chắc là không sao đâu. Thật hay giả thế? Cậu cũng bình tĩnh giỏi thật đấy, bây giờ mới nói cho tôi biết. Bây giờ nói với anh cũng chưa muộn mà. Martin là ca sĩ mà tôi thích nhất mấy năm nay. Hợp tác được với anh ấy thật sự là quá tốt. Tốt quá. Có thể thay đổi thói quen, mỗi lần cảm thấy vui đều không khác một đứa trẻ, đổi cách khác cũng được mà. Không được, em đi đây. Không không không, có phải là cậu đã có bản demo rồi không? Cho tôi nghe một chút đi. Nhất định có. Nè, ca khúc này chính là ca khúc song ca duy nhất mà chúng ta có lúc này. Ngày kia đến văn phòng làm việc của anh ấy ghi âm. Anh ok không? Không ok. Anh có lịch trình khác sao? À không phải. Không phải tôi nói không ok, mà là tôi nói bài hát này không ổn. Đoạn điệp khúc của bài hát này có chỗ rất kỳ lạ. Vì thế tôi muốn sửa lại chút. Em biết ngay mà Thanh. Em biết. Có lẽ là tôi sẽ sửa được nó. Anh chắc chắn không? Tôi không chắc chắn. Nhưng trạng thái gần đây của tôi có chuyển biến tốt. 3 ngày. Em cho anh thời gian 3 ngày. Anh cứ yên tâm mà sáng tác. Chuyện khác cứ để em lo. Tai nghe. Mất cả hứng.